cũng muốn có những cái lời hát này kia để hồn nào là kim đồng đến long thể của cha, còn đại diện cho các nghe cho các đường cung trưởng. À, gửi chúc ngày được có linh mục của cha, Chúa tu độ học văn sinh cha, giữ gìn cha khỏe bình an và luôn luôn tận tình tươi trẻ và bình an cho cộng đồng giữa đoàn chia của chúng con hiện nay. Con xin phép ạ.
thuốc sẽ vừa hợp thuốc mà vừa lại có cái đợt thuốc hay nó về đợt mà tụi con ngày nào mà vô thuốc trời, tụi con ngày nào mà hóa trị trời. Cho đời con vững một niềm tin.